Xin chào tất cả quý bạn quay trở lại với xe 24 giờ để biết được giá xe tổng món bánh chương trình khuyến mại cho chiếc xe Ford Territory khi mà sang giữa tháng 4 này chiếc xe Ford Territory tăng cường thêm chương trình khuyến mại em nhé chiếc xe Ford Territory nó thuộc phân khúc của dòng xe crossover đang cạnh tranh trực tiếp đó là chiếc xe Mazda CX-5 chiếc xe này Túc Sơn chiếc xe Kia Sportage hay là rất nhiều xe trên trường Việt Nam ạ à. Ok, xin phép đi vào chi tiết từng viên bản ạ. À. Đầu tiên, giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Ford Territory bản trên ạ. À, bản thấp nhất của dòng xe Ford Territory ạ. À. Với giá miết của chiếc xe này đang là 822 triệu. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong giữa tháng tư này. Lái nó đang là 878 triệu ạ. À. Còn là tỉnh thì 842 triệu tỉnh áp thêm trăm thì 858 triệu và ở thành phố Minh thì 862 triệu ạ chương trình giảm giá sâu hơn 10 triệu so với cả thời điểm đầu tháng em đã lên cho anh em video anh em nhé còn nó chào góp anh em chỉ còn bỏ ra với giá đa là 281 triệu thì ạ tỉnh thì đang là 245 triệu tỉnh áp thêm trăm thì đa là 261 triệu và ở thành phố Minh thì đa là 265 triệu ạ ở dưới phần mô tả em có một đường link Đó chính là đường link về nhận báo giá Anh em muốn gửi vì giá xe Tổng ăn bánh, chương trình khuyến mại Trả thẳng trả góp, lá số ngành như nào Thì anh em điền tin Như tên, địa chỉ, số điện thoại Loại cho quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp Để em gửi đạo thông tin chi tiết nhất Cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ Tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Ford Territory bản Titanium với giá miết của chiếc xe này đang là 909 triệu. Khi dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt giữa tháng tư này, lá nội đang là 975 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 938 triệu. Tỉnh A tuyến trăm thì là 956 triệu. Và ở thành phố Minh thì đang là 957 triệu ạ. Thời điểm giữa tháng tư này, bản Titanium nó cũng giảm giá sâu hơn cho điểm đời thoại đầu tháng là 10 triệu đấy ạ. Còn nếu cho góp anh em chỉ cần một ra với giá đang là 310 triệu thôi ạ. À. Tỉnh thì đang là 272 triệu. Tỉnh áp thêm trăm thì đang là 290 triệu. Và ở thành phố Hồ Minh thì đang là 292 triệu ạ. À. Có một giá tốt hơn, hãy khuyến mãi nào, tặng phụ kiện là sao, chi bánh nào thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em. Chắc chắn với em giá đấy sẽ là tốt nhất thị trường nhầm nhé Ok, tiếp theo thiệu cho anh em về một chiếc xe Ford Territory bản Titanium X ạ. Với giá miết của chiếc xe này đang là 954 triệu. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt giữa tháng 4 này. Lắp nội đang là 1 tỷ 026 triệu thì ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 987 triệu. Tỉnh áp tuyên trăm thì đang là 1 tỷ 006 triệu. Và ở thành phố Minh thì đang là 1 tỷ 007 triệu ạ. Còn nếu trả góp thì đang là 325 triệu Tỉnh thì đang là 286 triệu Tỉnh áp thuế 100 thì là 305 triệu Và ở thành phố Hồ Minh thì đang là 306 triệu ạ Các chi phí mà tính vào cho anh em Đó chính là thuế trước bạ, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bất chi đồng bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự ạ Ok, vậy giờ này mình giới thiệu cho anh em về giá xe Cũng như tổng nhân bánh cho chiếc xe for territory cho cả ba phiên bản rất là chi tiết cụ thể rồi vậy do này xin phép em sẽ dừng giao đây anh em có thì hay thì bấm like đăng ký kênh em nhé để em sẽ cập nhật về giá xe thông thông xe của for cũng như các xe khác nhau để cho sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất ok xin phép em sẽ dừng giao đây ạ chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe cảm ơn anh em đã xem này kìa mạng